Quay mà tắt điện quay chi trời. Đấy. Tao gấp folder này cho cô. Hết chưa? Rotis. Đấy. Ok. Tao cái okay, tao file package.json trong này có hướng dẫn luôn nào, npm init nào. Cái file như này các bạn có thể sửa file được, cho nên là các bạn không cần gõ sửa sau cũng được. Start các bạn gõ vào đây, các bạn cài đặt cái anh nốt mon nào. Các bạn thêm start vào đây. Rồi. Hôm trước thì cô hướng dẫn các bạn là tạo một cái HTTP server. À, nhưng mà trong cái Node.js nó có một cái gọi là một cái module thứ ba, ta gọi là partition, third party á, tức là đó là express là cái một cái module mà nó dùng để tạo server ở trong Node.js, rồi làm rất nhiều router, rất nhiều thứ ở trong Node.js luôn. Thì cái module này cực kỳ hữu ích, thì các bạn cài đặt thêm anh này vào để các bạn tạo server bằng Node.js, anh này được chưa? Các bạn copy câu lệnh này đưa vào thôi. Enter. Ok. Cài lên nhé. Cái này là hơi nhảy cóc một xíu. Ok. Rồi. Đấy, cái này là Express 4.17.1 nè. Ok chưa? Rồi các bạn có thể viết lại cái file server này. Thì cái này là cái file đầu tiên các bạn chạy luôn. Viết lại cái file server này. Thì thay vì cái này các bạn là request này thì bây giờ request spread thôi. Được chưa? Đây. Request spread. Là cái đầu tiên. Rồi các bạn mới tạo ra một cái server. Cái này là tạo app là bằng express. Cái con chapter của nó. Được chưa? Cái này là app.listen. À, cổng port các bạn có thể lấy port ngâm đình của nó hoặc là lấy port 3000. Không tìm thấy cổng ngâm đình nó sẽ nhảy sang 3000. Nhiều bạn để cái 3000 đây cũng được luôn, và trong này các bạn làm gì đó thì làm, hoặc tạo server cũng được luôn. Còn không tạo server thì các bạn để cái app. Listen cái này 3000 chẳng hạn. Thực ra thế này là đủ. Hiểu không ạ? Nhưng mà các bạn có thể viết thêm chức năng. Trong đấy các bạn có thể viết thêm một cái callback function vào đây nữa. Làm cái gì đó thì làm. Đấy, trong này các bạn có thể log ra bàn đang chạy. Đúng không? Server is running at port
Còng cái này, còng AirPods 3.000 cũng được. Hoặc cái này các bạn lấy của nó là lấy cái tên nó là Process Environment cũng được, hoặc là gõ từ 3.000 cũng được. Chạy thử nha. NPM Start. Nó báo là server nó đang chạy nè. À, các bạn start server này xong thì sau đấy các bạn muốn làm gì dưới này thì làm. Ví dụ cái app này là các bạn xử lý bất cứ cái gì. App. Giờ các bạn chấm ví dụ như là các bạn get hoặc post gì đó. Get hay là app.post. Các phương thức gọi các phương thức của app. Hay là app.send. Tức là send cái này là send, ví dụ như send một cái đối tượng public, một đối tượng ra đều được. Thế các bạn từ từ các bạn sẽ làm cái này. Được chưa? Mỗi lần các bạn sửa, các bạn lưu lại thì cái anh này nó sẽ, cái này chưa có code cho nên nó sẽ báo lỗi nha. Sửa lưu lại thì nó sẽ chạy lại cái này. Được chưa? Chạy lại cái này, tao nói xong. Khi nào ghép, khi nào send, khi nào làm gì đó thì tao nói xong. Được chưa? Đấy. Thì ta vừa khởi động xong một cái server. Ta vừa khởi động xong một cái server. Được chưa? Rồi, nhìn tiếp nha. Rồi. Thư viện, rồi con chắc tờ, rồi server, ok. Rồi. Bây giờ mình làm đến HTML nè. Cái này ta mới làm HTML. Ta chưa làm một cái gì liên quan đến HTTP nha. Bây giờ ta mới làm đến HTML nè. Thì ta sẽ có 3 cách để ta xử lý cái HTML. Cái này là nó làm là Node.js, thành ra nó làm việc với HTML hơi khác bình thường một chút. Lưu ý nhá. Có 3 cách để xử lý HTML. Cách thứ nhất. Cách 1 nè. Là gọi trực tiếp tới file đuôi.html. Gọi được luôn. Xử lý dùng JavaScript, xử lý dữ liệu, tất cả mọi thứ làm được luôn. Ok. Cách 2 là các bạn dùng cái một cái framework thứ 3, ta gọi là handle 3. Ta gọi là express handle 3. Được chưa? Ta dùng cái express handle 3. Cái anh này là anh ta sẽ học ở trong bài của chúng ta. Cách 3 và cách 2 nó tương tự nhau. Đó là ta dùng cái EGS. Cũng là một cái framework. 3. Có 3 cách như vậy. Một số bạn mà có thể xem tham khảo ở trên internet á, thì các bạn sẽ có một số nơi họ sẽ hướng dẫn EGS. Đúng không? Đây có một số nơi họ sẽ hướng dẫn handle 3. Thì trong cái này ta sẽ hướng dẫn handle 3, thì ra dùng cái nào cũng được. Ok chưa? Dùng cái nào cũng được. Thì cái này là dùng để các bạn, để các bạn kết nối cơ sở dữ liệu, các bạn làm việc với HTML thôi. Còn nếu như các bạn chỉ viết API không ấy, tức là các bạn trả về cái kết quả reason á, viết API không á, thì chả liên quan đến anh này. Viết API cực kỳ dễ, đơn giản hơn. Nhưng khi làm việc với view á, giao diện ấy, thì các bạn có 3 cách để các bạn làm việc. Ok chưa? Thì trong phần này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái handle 3. Thực ra cái code mà hướng dẫn mà cái HTML thì cũng có. Nhưng mà các bạn nhìn các bạn sẽ thấy nó rối rắm. Mà code đấy nó cũng không chuyên nghiệp. Đối chứ? Đối chứ? Bằng trực tiếp HTML. Đây, cho các bạn ngó qua cái thôi.
Node.js. Cái này là handlebar nè. Không nhớ chính xác. Đây, cái bài này là hoàn toàn làm bằng HTML. Đây, bài này là hoàn toàn làm bằng HTML. Đây, xử lý code nè, vẫn truyền ID như bình thường nè, được chưa? Nhưng mà có một chỗ mà cô đổ dữ liệu, có một bài đổ dữ liệu cơ. Login này có làm gì không? Không. Cái này hoàn toàn xử lý bằng HTML nha. Mấy bài cơ, không hiểu bài nào. Chờ cô xíu cô coi nó nằm ở bài nào. Cái này là handle 3. View. Đây bài này. Hình như là bài này. Cái phần sản phẩm. Không phải, không nhớ nằm ở đâu. Biết. Ờ không thấy ta. Có đoàn nó xử lý cốt thêm. Cái này xử lý rồi mà ta. Model public root. Hoàn cô kiếm lại cái cốt cho hoàn coi cốt xử lý dữ liệu thôi. Cốt xử lý dữ liệu. Cái này handle 3. Như Simon. Khi ta. Bài hát clip cũng có. Public cái này không có. Không nhớ quăng đâu. À khoan từ từ. Không phải. Ừ, phải chưa kiếm, mệt lắm. Phải đi kiếm. Phải cái này không ta? Read nào. Đây. Phải không? Đúng rồi, nó. Đây. Đây là một cái code mà kết nối với MongoDB luôn nè các bạn. Đây nha. Thì nếu như các bạn mà xử lý cái code mà code là HTML thuần đó, thì các bạn bắt buộc phải xử lý JavaScript. Cái chỗ này nó sẽ trả về cái API. Cái này là server trả về nhá. Thì sau này các bạn nếu như các bạn mà làm Android hoặc là làm React Native á, thì các bạn nhận cái này nè. Trong Android chẳng hạn, ví dụ Android chẳng hạn nhé, thì các bạn lấy cái đường link này nè. Được chưa? Lấy cái này. Các bạn mới get cái này về dùng cái một cái socket.io hoặc retrofit hoặc là volley hoặc bất cứ cái gì đó. Các bạn get cái này về đổ cái này lên cái Android. Hiểu không ạ? Thì cái này là cái code mà các bạn xử lý, cái này là cái đoạn các bạn xử lý API. Dữ liệu nó trả về đấy, nó trả về định dạng JSON. Đấy, nó các bạn ép kiểu nó về JSON. Xong các bạn đổ nó lên table bình thường. Mà hoàn toàn là code HTML. Được chưa? Đó là cách các bạn kết nối. Thì cái này là HTML. Không nhớ cái gì luôn. Tôi phải đổi lại cái tên thư mục, cái kiểm đuối luôn. Cái này là MongoDB à? Cái này là HTML nè, đổi cái thư mục cho nó dễ nhìn. Ok. Đó là cách thứ nhất các bạn xử lý. Cách thứ hai là ta dùng cái handlebar.
cái handle bar. Thì các bạn phải cài đặt nó thôi. EGS các bạn cũng phải cài EGS lên. Cài lên nhá. Các bạn có thể thoát cái này ra, các bạn cài đã. Nó là Express Handlebar. Thì các bạn muốn coi cái thư viện của nó, các bạn chỉ cần copy cái từ khóa này. Các bạn trả nó về đây. Đấy, cái này nó là cái Handlebar, Express Handlebar. Handlebar.js. Đây, vào cái document gốc của nó nhé các bạn. Chọn cái một là API reference hoặc là guide hướng dẫn. Đây, biểu thức các thứ đây. Nó có những cái cú pháp. Thì cái cú pháp này nó sẽ khác cái cú pháp của JavaScript một chút, tại vì cái cú pháp của nó là cú pháp dạng server, còn JavaScript là cú pháp dạng client. Cho nên các bạn thấy là khi nó viết nó sẽ khác một chút. Và các bạn sẽ để ý là nó đặt, thông thường nó sẽ đặt ở đâu. Ví dụ đặt trong các cái dạng thẻ. Đây, khi đây là dữ liệu này, hoặc là các bạn coi một cái biểu thức. Một cái biểu thức của nó chẳng hạn. Đây. Câu lệnh if, câu lệnh else, từ từ. Part expression. Literal có câu lệnh if, câu lệnh else, câu lệnh lặp luôn các bạn nhé. Nhưng mà cú pháp của nó sẽ khác với cú pháp của cái anh JavaScript. Bên này khó nhìn không? Thằng reference của nó đâu? Sao khó nhìn dữ vậy trời? Literal segment sub expression. Chờ cô tí nhập block partition. Thằng này sao khó, cái document này sao khó nhìn dữ ta? Simple expression. Chờ cô xíu nha. API đây là expression. Little segment. Ủa sao cái này nó ít thông tin này, tôi chờ xíu. Handlebar documentation. Handlebar đúng rồi ta. Đây. Documentation API. API reference. Ủa mấy cái hướng dẫn này sao nó evaluate nested object simple expression. Expression. Oh, cái biểu thức của nó bây giờ nó câu lệnh if, lệnh else đâu mất tiêu. Ở đây.
Đây, câu lệnh của nó đây. Nhưng mà câu lệnh ít quá, đâu mất tiêu hết rồi ta. Đây nè các bạn nhìn nhá, cách viết nè. Câu lệnh lặp nè, X nè, nhìn nhá, X nè, pupil nè, thì trước nó có dấu thăng nè. Câu lệnh if nè, if nè, điều kiện nè, thăng if nè, title nè, điều kiện nè, được chưa? Thì cú pháp của nó khác với cú pháp bình thường. Đấy, câu lệnh if, câu lệnh else, câu lệnh lặp x. Đấy, các bạn phải học những cú pháp này. Thì tất nhiên là mình chỉ học một số cái thôi, không phải học hết. Thì đương nhiên là không phải học hết. Ví dụ như là để các bạn lấy dữ liệu từ API xuống thì ta sẽ dùng là, ví dụ ta dùng cái x, cái collection của nó, x collection đấy, cái kết quả trả về á, đúng không ạ? Sau đấy các bạn sẽ duyệt cái vòng lặp đấy, ta cho cái table của mình nằm trong cái vòng lặp đấy, nếu nó chạy thì tất nhiên sẽ có cốt mẫu, các bạn làm theo cốt mẫu thôi. Hãy gửi cái này cho các bạn nào tham khảo thôi nhá. Ok rồi, tiếp. Cài xong chưa? Rồi, cài xong rồi nha. Rồi, bây giờ các bạn mới ta tạo ra một cái handle, tức là một cái machine, một cái engine. Ta gọi là một cái engine của cái handle bar. Phải có cái đoàn engine này thì nó mới hiểu được, ta mới nhúng được cái, ta mới gọi được cái trang handle bar, ta mới điều hướng được nó chạy từ trang nào sang, nó gọi trang nào tới trang nào. Thì tao phải, tiếp theo tao phải tạo cái handle nhá, hoặc là tao gọi là tạo cái engine á, đúng không ạ? Đây, đây các bạn mới, cái này thì đương nhiên là phải require rồi, đã muốn dùng cái thư viện thì phải require nó nha. Các bạn lưu ý nào, cái Node.js là dùng cái bản ES5 thì nó dùng cái require, còn React Native là dùng cái import nha. Đấy, thì import và require về cơ bản nó giống nhau. Ok chưa? Các bạn add thêm cái này vô cho cô nữa. Từ từ nhá. Add vào một file này luôn. Index là add hết anh này luôn. Đặt tên cái này là cái handle 3 gắn bằng require. Cái này các bạn phải copy đúng ha. Bạn mà import sai nó sai. Đây, copy đúng với anh này nè. Ok, handle 3. Sau các bạn mới tạo cái engine, cứ code giống có thôi. App.engine, cái ký từ đâu nè, cái đầu số đầu á là cái đuôi của file handle 3. Ok, cái đồ số đầu tiên là cái đuôi của file ha, đuôi file đặt xạ cũng được. App.engine, đồ số đầu các bạn chấm handle 3. Các bạn nhiều nơi người ta đặt full cái chữ handle 3 nhưng mà đặt nó dài dòng ha, các bạn đặt HBS được rồi. Phẩy. Đối số thứ hai là các bạn tạo cái constructor. Default layout các bạn để cái nhảy kép cho cô. Constructor là anh này nè. Được chưa? Mở ngoặc nè. Ở trong này các bạn thêm cái đối số. Bình thường thực ra là cái này để như này là được rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ gặp một vài cái lỗi. Chưa gặp lỗi thôi, chưa làm tới này. Nếu không để từ ở đây các bạn thêm cho cô cái đối số là default layout, đúng không ạ? Đấy, nó bỏ dấu này cũng được đi. Đây, được chưa? Ok,
cho các bạn rồi app.set view engine thì nó sẽ hiểu là cái handlebar mình nằm ở trong view. Cái này các bạn để cho cô là handlebar. Đây nè, cái này là các bạn mới tạo, cái này là handlebar engine nè. Ok. Là anh này. Ok chưa? Đó là anh này. Rồi. Thì bây giờ các bạn tiếp tục cấu hình. Cấu hình cái này tí nữa nói ha. Cấu hình này thì đó đó tí nói. Đâu, bây giờ tiếp tục nào. Tạo một cái web. Cái này thì nó có nhắc sau. Cái này public thì nó nhắc sau. Thích làm luôn được thôi, nói sao, đang nói đến cái handlebar trước. Bây giờ các bạn mới tạo một cái file ở trong cái view. Cô tạo một cái file, giả sử cái file login ở trong cái view. Được chưa? Thì khi đấy các bạn phải tạo ở đây là trong view này các bạn tạo một file là login. .hbs. Phải tạo nó là đuôi .hbs. Nếu tạo mà đuôi HTML nó không hiểu. Đúng không ạ? Thì trong này các bạn có thể tạo một trang HTML bình thường. Đúng không ạ? Một trang HTML bình thường. Mặc dù đuôi nó HBS á. Cái này các bạn để cái H1 chẳng hạn. Cái này để cái hello world. Mình để cái này chẳng hạn. Được chưa? Đây là đang thao tác với trang HTML nha. Được chưa? Rồi tiếp nào. Rồi cái này là các bạn thực ra nếu bình thường có thể không chưa cần đến router đâu, nhưng thôi cô chỉ luôn, các bạn có thể chạy được. Bây giờ các bạn tạo router để điều hướng, tí nữa ta sẽ nhắc một khái niệm, đó là khái niệm get và khái niệm post. Cái khái niệm này chỉ có bạn nào làm web thì mới biết thôi, còn bình thường các bạn không làm web các bạn không biết đâu, đúng không ạ? Thì tạo luôn này, trong cái root các bạn tạo một cái root js. Cái root này á, để các bạn điều hướng các cái file hoặc là gọi các file thông qua cái root this này, đúng không ạ? Bình thường không thông qua cái này thì cũng gọi được, nhưng bây giờ ta tạo luôn cái root này, root this.js. Root thôi, không tip đâu, router, được chưa? Cái ES là số nhiều á. Rồi. Trong này ta gọi express và gọi một cái phương thức router của express. Cái này có một cái vai trò là dùng để các bạn điều hướng các file, send dữ liệu, nhận request tất tật. Express nó sẽ điều hướng hết tất cả những cái việc này. Bình thường nếu không có express các bạn có thể thông làm bằng cái HTTP. Những cái này nó hỗ trợ nhiều hơn, nó đầy đủ hơn cái HTTP, hiểu không? HTTP là một cái gói gốc của anh Node.js nha, còn Express nó là một cái gói thứ ba, hiểu không? Đấy, gói ngoài các bạn phải cài thêm vào. Đấy. Và các bạn tạo cái root.
Đấy, tạo cái root. Tạo cái root, tạo cái app gì đó, tùy. Rồi bây giờ giả sử như các bạn vào trang login này các bạn. Thì nếu mà dùng handle 3 thì nó dùng một cái từ khóa gọi là render. Nếu các bạn dùng HTML thì nó lại là send file. Anh để mắc cười lắm. Nếu mà dùng HTML nó không dùng cái render. Nó dùng cái send file. Nó đọc file á, nó đọc file. Nếu mà dùng HTML này các bạn, nó khác nha. Category đây. Cái app đây là không tùy mình. Nhưng mà chỉ hướng dẫn cái handle 3 thôi, còn viết cái nào tùy mình. À, đi làm thì thường nó sẽ dùng EGS hoặc là handle 3. Không ai dùng HTML. Nó liên quan nhiều thứ. Nó liên quan cái bảo mật nữa. Cái này là handle. Cái này là đâu rồi? Router. Send file này. Nó sẽ gọi tới file nào thì nó send file này. Đây, đường dẫn nè. Thấy không? Đấy, nó đọc file. Send file nè. Nó bảo mật không tốt bằng hai anh kia. Cho nên là anh này không có dùng đâu. Anh này cứ bóc thôi. Chưa? Ừ. Ok. Tiếp nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ giải thích cái này trước. Cái khái niệm là mình gửi dữ liệu đi. Đấy nha. Cái module export thì anh này á, nó tương tự như là cái React Native á. Nó có là export default đúng không? Tại vì nó là JavaScript mà. Các cái module khác nhau thì phải export thì anh kia mới thấy. Không export không thấy nha. Cho nên các bạn sẽ thấy là ông nó sẽ có cái gì đó giống nhau. Cái Node.js nó cũng có export và anh kia nó cũng có export. Thì cái cơ chế làm việc tương tự nhau nha. Đấy. Tôi phải export router thì anh ngoài app hay index các bạn gọi mới thấy. Ok chưa? Đấy, thì đương nhiên các bạn sẽ có cái anh này. Module.export. Cái này export ra cái thằng root bằng router đúng không? Ok. Rồi ở dưới này router nè. Làm gì đó. Thì bây giờ giải thích cái chỗ này nè. Chấm get. Thì hiện tại nó có hai cái phương thức. Đó là phương thức chấm get hoặc là phương thức chấm post. Vậy hai anh này khác nhau cái gì? Hả? Hai cái đấy rồi lên. Không. 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 Ừ. Ừ đúng rồi, ông này ông học nhiều lần ông có khác. Ông mới nhớ. Giờ tôi hướng dẫn nè. Pen nè. Vẽ. Tại vì cái này quay video cho nên tôi vẽ. Ừ. Nói đến post và get thì phải nói đến cái server. Kể cả cái server cũ á, các server của PHP hay là Java hay là của .NET, cơ chế làm việc giống nhau, hiểu không ạ? Thì nói đến cái đấy ta phải nói đến cái server. Giả sử anh này là cái server, đúng không ạ? Anh này là cái server. Thì bây giờ mình gửi, ví dụ như bây giờ mình gửi một cái form, dữ liệu từ một cái form gửi lên cái server để server xử lý, đúng không ạ? Ví dụ tôi gửi cái form login, đồng ý không? Đó, tôi giả sử tôi gửi cái form login. Đấy, gồm cái username, gồm cái password gì đó. Đó, rồi gồm cái button gì đó. Đúng không ạ? Gồm cái button gì đó tôi submit.
tôi gửi lên server, được chưa? Tôi gửi dữ liệu lên thì nó sẽ có hai cái phương thức để gửi, tao gọi là method. Thì trong HTML á, cái method đấy nó nằm ở đâu? Chờ từ các bạn ơi, này, cái này quan trọng này. Trong cái HTML thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở form. Có cái method. Method này có hai cái method. Một là get hoặc là post. Ok chưa? Nếu không nói gì thì nó sẽ ngầm định là get nha. Không nói gì thì nó hiểu là get. Còn nói post là nó hiểu post. Hiểu không ạ? Nói get nó hiểu get, nhưng im lặng không nói thì default của nó sẽ là get. Ok chưa? Nếu là get thì sao và post thì sao? Trong form này là các cái control này nè, cái này mấy cái này được gọi là các điều khiển nè. Trên Android thì nó gọi là view. Mà trên Android thì nó hiểu là view. Nó ta gọi mỗi cái đấy là view, nhưng mà trên HTML thì JavaScript á, HTML thì nó gọi cái đấy là control, mấy cái điều khiển. Hiểu chưa? Trong Java cũng gọi là control, trong .NET thì cũng gọi là control liền, riêng Android nó gọi là view. Đó. Nó sẽ xử lý đây là mở control này, thì cái này là giả sử cái input nha các bạn. Cái thẻ P. Cái này là thẻ input. Type bằng text chẳng hạn. Được chưa? Cái này dữ liệu nhập vào mấy cái này. Được chưa? Ví dụ cái này là các bạn để là placeholder. Đặt cái này là gì ạ? Username đúng không? Username. Cái này các bạn để là txt username. Cái này đặt tên cho nó, đặt ID cho nó để mình gọi, giống như là trong cái view của Android cũng vậy. Copy anh này cho nó nhanh. Cái này để là password. Txt password. Đó. Thì mấy cái này được gọi là các cái control. Đó, các bạn có cái submit. Một là các bạn để cái này, hai các bạn để button. Button cũng được. Cái này là login. Nếu mà nó ngầm định sẽ là submit, còn nếu các bạn mà để cái type của nó để button thì nó sẽ hiểu là button. Nếu không nó hiểu submit. Được chưa? Thì cái này các bạn mà submit đi, gửi đi, thì nó sẽ send cái này lên server. Và nó sẽ xử lý. Anh nào xử lý? Một cái file nào đó nó xử lý. File đấy nằm ở trong cái này là action. Ví dụ action đây tôi để là, ví dụ như là xử lý. Sử login process chẳng hạn chấm HBS, mà trong này nó không gọi HBS đâu, tôi gọi đại HTML đi cho rồi. Thì cái trang này nó sẽ xử lý, submit cái nó sẽ nhảy đến trang này và trang này nó xử lý. Thông thường ấy, nó sẽ xử lý là cái trang server cơ. Vậy đi cho nó trực quan, thì nó sẽ gửi đến trang này. Vậy cái get nó khác post cái gì? Nó sẽ khác như này các bạn ạ. Khi nó nhảy đến cái trang login.php, process.php thì nó sẽ gửi cái dữ liệu này đi. Và nếu như truyền bằng phương thức get thì nó đi kiểu này nè. Nó đi là như này, nó sẽ đến cái trang là login.process.php rồi nó chấm hỏi một cái. Chấm hỏi một cái. Sau chấm hỏi sẽ là cái này là như kiểu là tên biến ấy. Cái này bằng.
Nếu cô nhập cái này là hương tt, nếu cô nhập nhá thì nó sẽ là hương tt. Và biến thứ hai nó để dấu va. Password bằng 123. Cái này nó nằm ở đâu? Cái này nó nằm ở trên address này các bạn. Tóm lại nó nô lồ thiên như này này. Nó không có bảo mật. Nhưng mà muốn bảo mật thì sao? Mã hóa nó đi là nó bảo mật cái gì? Nhưng mà nói chung là không nên. Nói chung là những cái thông tin nào mà cần bảo mật thì không nên truyền bằng cái này. Tức là nó sẽ truyền và nó sẽ gửi thông tin kiểu như này. Dữ liệu nó không được bảo mật. Tí nữa tôi demo luôn, nhưng bây giờ giải thích cái đã để các bạn hiểu nó là cái gì đã. Được chưa? Thì có 3 cách để các bạn xử lý cái này. Làm bằng truyền bằng phương thức get thì ta có 3 tình huống có thể truyền bằng get được nha. Tình huống thứ nhất là ta gõ trực tiếp trên cái address. Được không? Gõ trực tiếp này nó cũng chạy gì. Đúng không ạ? Ta gọi trực tiếp đường dẫn nó thì gọi trực tiếp thì coi như cái này là coi như đang truyền dữ liệu đấy. Cách thứ hai là ta truyền bằng form. Giống như này. Cách thứ ba các bạn biết truyền bằng address ở chỗ nào không? Thẻ address. Quên à? Ví dụ như là login này. .php này, chấm hỏi này. Đúng không? Đóng thẻ A này nè. Ghi trực tiếp vào đây. Đồng ý không? Nghĩa là ta có 3 cái tình huống có thể truyền dữ liệu bằng get. Một là ta gọi trực tiếp từ đường dẫn address browser. Hai là ta sẽ gọi ở trong form. Ba là tôi gọi ở trong thẻ link. Thẻ A, href. Nhưng post thì chỉ có một tình huống duy nhất trong form. Khi tôi truyền cái dữ liệu mà thông qua cái phương thức post thì dữ liệu nó ẩn đi. Dữ liệu nó ẩn đi. Nếu tôi để post, nó truyền thì truyền nhưng nó sẽ ẩn đi. Dữ liệu nó sẽ được bảo mật hơn. Nhưng mà post rất tiếc nó có một tình huống thôi. Truyền vào form, bằng thông qua form hết. Không có một tình huống khác, address hay cái gì đó mà truyền qua post không được luôn. Không được luôn, chỉ truyền qua form. Hiểu không ạ? Ok. Thì cái này thì chỉ có những ai mà làm web thì mới hiểu chỗ này. Tại vì nó là web mà. Thì giảng xong phải hỏi hiểu không chứ. Hỏi có biết không thôi chứ đâu có nói hiểu không. Thì hỏi biết không thôi chứ biết. Biết đâu mấy ông giỏi không biết nhau. Ok. Rồi. Vậy trong cái root này nè. Không, học web HTML không có chỉ cái này. Chỉ có học server. Server mà học PHP bắt đầu mới có cái này thôi. Bắt đầu từ cái học. Đúng không? Không có hỏi cái Ahrefs thì đáng lẽ nên biết. À, ok. Là menu, là mấy menu chỉ rồi. Bây giờ nè, đây là cách truyền bằng get và truyền trực tiếp bằng cái đường dẫn. Không qua thẻ A, không qua form mà truyền trực tiếp bằng cái link á, đường dẫn gõ trực tiếp luôn. Đấy, ta làm cái này cho các bạn coi nha. Router.get. Truyền bằng get nha. Post thì không có làm cái này được. Post phải làm việc với form. Router.get. Đây, cái sẹt này nè. Có nghĩa là gõ không có gì phía sau. Tôi gõ trực tiếp, tôi gõ là local 2 chấm gì đó. Hết, dừng, sẹt. Thì nó tôi demo rồi, các bạn nhìn các bạn sẽ hiểu. Giờ chưa cần hiểu đâu. Rồi cái callback function thì bao giờ nó cũng có hai đối số là request và response. Các bạn viết đầy đủ cũng được mà viết tắt cũng được, không quan trọng, chỉ hiểu là vị trí đầu tiên phải là request, đúng rồi. Vị trí thứ hai nó sẽ là response. Tức là vị trí đầu tiên sẽ là nhận kết quả vào
nhận kết quả đến, còn response nó trả lên browser. Cái này, cái mũi tên này nè, cái mũi tên mà gửi này nè, gửi lên server này nè, thì cái này ta gọi là request. Còn khi tôi trả từ server nó xử lý xong, nó trả về cho phía client á, phía browser á, thì cái này ta gọi là response. Ok chưa? Understand? Hỏi cho vui vậy đó. Quen miệng á. Cứ hiểu không hiểu không là quen miệng á. Mày đấy không cần trả lời đâu nha. Response.render nè. À, bây giờ là ta render cái thằng login này các bạn nè. Đây, render từ chính thằng login của ta. Tại vì login ta đặt là HBN. Thấy chưa? Đấy, CRUD. CRUD này mới chỉ có một cái điều hướng thôi. Một điều hướng duy nhất thôi. Ở trong CRUD này có thể có nhiều get và nhiều post. Hiểu không? Cái này mới một thôi, ta làm nhiều thẳng cái được. Nhiều hàm. Nó sẽ dừa vào cái này nó xử lý nè. Cái đầu vào nó xử lý nè. Thế thì nó tôi nói. Từ từ, đi từng bước. Rồi trong cái index các bạn thêm cái dòng code, tức là các bạn sử dụng cái root này nè. Cái này chỉ sử dụng khi nào anh này anh export thì mới thấy. Không export không thấy đâu. Trong cái app này, trong cái index này các bạn thêm cái dòng nữa. Viết ở đâu cũng được. Get post này xóa đi nha. Cái này là constant. Thông thường cái này khai báo ở đâu? Require. Thì các bạn trỏ đúng cái đường dẫn thôi. Chấm sẹc nó ra tới đâu? Nó ở ngoài cùng, nó vào root. Sẹc cái nữa. Ok chưa? Rồi cái này các bạn mới app.user cái anh rootit này. Rootit, router gì đó không được. Cái này là gì? Quên. App chấm gì ạ? User router. Nó sẽ đọc anh này nè các bạn. Nó chạy anh này. Và từ anh này nó chạy sang root. Và nó tìm đến cái đường dẫn này. Rồi tôi khởi động server chạy nha. Khoan, bên này tôi sửa lại cái anh này cho nó tử tế đàng hoàng. Cái bỏ anh này đi. Ok. Phong phong. Rồi chạy nha. NPM start. Cái form này các bạn làm sao cũng được. Tức là nó start rồi đấy ha. Bây giờ này, dựa vào cái sẹc này nha các bạn gõ nè. Cái sẹc này là tức là khi các bạn gõ localhost 2.3000 các bạn sẹc cái không, sau đó không có gì cả. Thì nó sẽ tự động nó chạy tới cái login. Localhost 3000 sẹc cái. Không nói gì, không sẹc cũng được luôn. Nó chạy tới login. Thấy không? Không. Rồi, tiếp nha. Chỗ này cô mà đổi thành chữ login nào. Cô lưu lại nào. Khi lưu lại á thì cái này nó chạy lại nó lỗi nè. Nó bảo là cái phương thức get của nó mà cái sẹc cái phương thức mà cô nhận đầu vào là cái sẹc không có gì á, nó không tìm thấy. Thì các bạn phải gõ là sẹc gì á? Login. Nó mới tìm ra. Tức là nó dựa vào cái đối số đầu tiên này nè. Để nó tìm cái file của mình. Bởi vậy trong này các bạn sẽ có nhiều get, nhiều post. Và nó chỉ khác nhau cái anh này thôi. Hiểu không? Đó. Là chạy HTML thôi. Còn code handle 3 các thứ XL, 4X gì đó thì ta xử lý sau. Ok chưa?
Cô giảng lại nữa không? Mấy giờ rồi? Ồ, vẫn còn thời gian giảng lại. Mình là đi nhanh hơn người khác đấy. Tại vì mình bỏ luôn cái bài bút tráp, mình không có dạy. Cái bài bút tráp chủ yếu không chơi không mà. Thì bài này đáng lẽ phải là slide 2, slide 3 mới dạy tới này. Hết đầu 3, tầm slide 3, 4 nữa. Mình đi sớm cho các bạn làm sớm. Bây giờ cần giảng lại cái gì nào, nói lại nào. Hay là giảng lại từ đâu? Ê, bỏ đi nha, về coi lại video. Cô làm thêm một cái nữa. Không, cô làm thêm một cái nữa. Không, từ từ, cô làm thêm một cái nữa. Được không? Không, làm thêm login, bấm login cái, nó thành công thì nó vào một trang tiếp theo. Thì nó xem nó xử lý như nào đúng không? Thì ở đây cô sẽ vào cái trang này là trang main đúng không? Main handle 3 đúng không? Được chưa? Cái tên này là phải đặt trong cái gọi, phải đúng tên này nó mới ra. Đúng rồi, phải đuôi HBS nó mới chịu. Hiểu không Thủ? Thế ông mặt tươi, tôi nghĩ ông hiểu rồi. Tươi đấy, vui vậy. Đâu, thấy mặt rạng ngời là biết rồi. Đây, cái này cô để làm main đúng không? Để vậy thôi. Bây giờ cô sẽ bấm cái login như nào. Cô bấm cái login, nó nhảy tới cái hàm main. Được chưa? À, nó xử lý hay lắm. Bây giờ cái này cô để submit nè. Khi cái này submit thì nó sẽ nhảy tới cái action. Cô để cái phương thức get luôn nha, để các bạn nhìn luôn nha. Đấy, quan trọng là để get để các bạn nhìn xem nó có chấm hỏi nữa sau không. Cái chỗ này nè là cái chỗ quyết định, là lúc ở trong router tôi điều hướng là nó là xử lý ở đây này. Bây giờ trong cái root này nó không phải, khi các bạn chạy ấy, các bạn không phải gõ trực tiếp tới cái đuôi file, không phải là cái main.hbs đâu. Nó không cần biết. Nó chỉ biết là tôi login, xử lý login thành công. Sau đấy thành công xong nó sẽ nhảy tới trang nào. Vậy tôi sẽ làm cái công việc gọi là xử lý login. Đồng ý không? Thì tôi sẽ đặt một cái này là do mình đặt thôi. Tôi sẽ đặt một cái router chấm, phải là gì đây ạ? Phương thức gì? Phải là get. Nếu đấy các bạn để get mà bên kia các bạn để post là trật. Nếu bên này để post mà bên kia để get cũng trật, nó không tìm thấy. Thì bên này để get thì bên kia cũng phải để get, nó mới nhìn thấy, nó mới hiểu. Vậy là ở đây tôi sẽ để là get. Ok chưa? Rồi trong này chấm sẹp. Vì chỗ này tôi để là login process. Thì ở bên này các bạn cũng phải để cho tôi là login process. Có xe không? Không chính xác lắm, có xe không, có xe thì nó mới sai sửa. Phải để vậy á, nó mới chịu. Được chưa? Vậy thì nó nhận biết là một là phương thức nào, hai là cái gì đấy ạ? Cái gọi là cái này là ta gọi là link, cái liên kết cũng được. Mình gọi đúng ra cái này nó phải là, bình thường nó phải là một cái file để nó xử lý. Hiểu không? Đấy. Thì bây giờ trong cái nốt nó không xử lý vậy. Express nó không xử lý vậy. Đây. Thì nó sẽ nhận biết hai cái này. Rồi sau đó nó xử lý gì đó thì các bạn chỉ cần phẩy. Copy nha. Khỏi gõ nè. Cái này các bạn send tới cái gì các bạn? Main, đúng rồi. Nghĩa là gì? Ở trên này các bạn có thể viết code để các bạn check username password có đúng không.
Nếu đúng thì tôi nhảy sang main, không đúng thì tôi quay ngược lại cái logic. Đúng không? Cái đấy ta xử lý sau nhá. Bây giờ tôi nhảy cho các bạn coi đã. Cái đây là xử lý code đây. Ok nhá. Rồi nhìn nào. Vậy là miễn là tôi click cái là nó sẽ nhảy sang cái main. Thế chạy nha. Refresh à. Login. Rồi tt 423. Login cái. Có đúng là truyền bằng get nó nổi dữ liệu lên đây không? Cái này là web mà. Hả? Web mà. Ok chưa? Cái gì em? Cái gì không biết thằng. Còn nếu post thì sao? Đúng rồi. Post thì để nguyên như bên này phải đổi là gì? Post. Nhìn nào. Nó ẩn. Hả? Cái trên hả? Lớp trên hả? Để mình vào trang đầu tiên. Đúng rồi. Đâu được. Post chỉ có một cái duy nhất là trong form. Còn cái mà các bạn truyền ở trên Garret á là luôn luôn là get. Hiểu không? Nó có 3 chỗ để sử dụng get. Một là trên Garret, hai là form và ba là cái thẻ để truyền cái link. Ok không Phong? Đang gọi theo à? Nó tập trung dễ sợ luôn. Chạy chưa? Ê, hôm nay nó giống người Mỹ thầm lặng quá. Hôm nay Mỹ bầu cử á mấy đứa. Trâm thắng rồi. Nó đang lo lắng cho nước Mỹ. Trâm tuyên bố rồi. Nhưng mà còn phiếu hai ngày nữa kiểu. Cô nếu mà người dân Mỹ có bầu ra không? Cô đâu phải dân Mỹ đâu. Ví dụ không. Nó lên là nó rút hết mấy nhà máy của mình. Bây giờ xử lý code đúng không? Xử lý code thì phải. Mày nó nhà máy của mình về đổ qua đây mà. Xử lý code phải lấy được. Lấy được cái thằng request. Hả? Cái dữ liệu mà các bạn nhận vào từ cái form ấy. Dữ liệu các bạn nhận vào từ form ấy là nó phải là cái đối số request. Bây giờ mình lấy dữ liệu nhá. Truyền bằng get hay là post? Get nhá. Ủa mà hai kiểu mà tôi thấy cái nào lại hơn? Thực ra này nè, nếu mà truyền bằng get hay post thực ra giống nhau. Nếu mà truyền bằng get ấy thì dữ liệu mà nó không muốn người ta thấy thì mã hóa nó đi. Thông thường các bạn thấy nó vẫn đầy ở trên. Nhưng mà get thì nó có nhiều tình huống xử lý hơn. Đúng rồi. Thì các bạn có thể mã hóa đi. Còn không quan trọng thì thôi. Còn giống nhau. Mà post thì nó ẩn được thông tin đi thôi. Cái nào cũng được. Tuy vẫn nó vẫn hack được em ơi. Bữa nào lấy dữ liệu bữa đấy.
Đúng rồi. Thôi mình làm ghép đi cô. Không, cả làm cả hai mà. Mình ở đây là mình làm cả hai. Cả ghép cả post. Thực ra nó tương đương nhau. Cả ghép cả post. Rồi giả sử mình để một cái ghép trước đi. Anh này đổi thành ghép. Anh này đổi thành ghép là xong. Rồi muốn lấy nè. Thì ta có cái biến. À, ví dụ các bạn để là left, để va, để constant gì đó, để va. Cái này là các bạn để cái gì ạ? Ồ, nhiều người nói bây giờ mà để va là người ta không thích lắm. Left. Username gắn bằng. Lấy username. Khác chứ? Khác nhau nhiều chứ? Nói sao? Cái đi search được mà. Search so sánh led với vs chấm gì đó nó ra cho em một nùi. Đó. Và led constant có luôn cho em. Request nào. Chấm. Query. Chấm. Chấm cái gì nhỉ? Thu chấm gì? Nhớ không? Chấm gì? Chấm gì? Chấm. Chấm tương, chấm ca, chấm gì đó, chấm đại đi đây, chấm đại này đi. Password. Ông Trung của tôi thua rồi, ông Trung của tôi thua mất gì? Query lo gì mệt quá. Ông nào thì em cũng ở Việt Nam. Ông nào thì cũng tiêu tiền Việt. Ông nào thì mày cũng có trẻ không? Ông nào thì đá banh em cũng như vậy. Đấy là ôi dù bì à, nhục thế. Lời to, giỏi to lắm, nói lớn luôn mà. Đấy nhá, lấy, tôi lấy hai cái này. Lấy hai cái biến username password đúng không? If username chấm equal. Không có equal hả? Bằng bằng. Rồi cái này là hướng tt. Và password bằng bằng 123 thì tôi sẽ cho nó ra đây đúng không? Vào cái main đúng không? Con L sao? Thì quét ở quét trở lại login cũng được. Học gì đó cũng được. Trở lại nhá. ABC nè. 123 nè. Login nè, quay lại nè. Thấy chưa? Có cái hướng TT nè. 123 nè. Main nè. Được chưa? Ok chưa? Thì cái này là xử lý HTML thì thế này. À, các bạn chủ yếu là viết API thôi. Còn cái này là các bạn làm để demo có cái giao diện admin thôi. Cho nên là cũng không cần phải đẹp. Đúng không ạ? Nếu mà dùng Bootstrap, dùng không dùng Bootstrap thôi. Ok. Thì các bạn xử lý được, các bạn tạo cho cô mấy cái giao diện mà giống như trong assignment cô nói á. Mấy giao diện đơn giản thôi. Đăng nhập nè. Trang chính cái nãy giờ được 2 trang rồi đó. Được trang đăng nhập, trang chính rồi đó. Trang chính thì có tìm hình. Buổi sau cô hướng dẫn thêm là buổi sau cô sẽ hướng dẫn các bạn làm là một cái giao diện là xem thêm sửa xóa. Cuối này các bạn về tự làm cái này. Ok chưa? Chưa xong. Giao diện trước. Để giao diện gì luôn nha con. Ok em tùy.